uy tín 5 năm trong ngành lĩnh vực nội thất, Vacome hiểu rõ trách nhiệm phải đảm bảo rằng mỗi đơn hàng, mỗi sản phẩm đều phải có chất lượng tốt nhất, sản phẩm không có khiếm khuyết, đúng với bản vẽ thiết kế, kiểu dáng, thông số kỹ thuật. Và để đáp ứng được với điều này, Vacome đầu tư rất nhiều máy móc hiện đại. Và đây xin giới thiệu với mọi người là máy cưa bàn trượt nghiêng 45 độ, rất hiện đại. Và trong thời gian qua, Vacome nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng. Tại sao free thiết kế, tại sao giá tặng xưởng, tại sao làm dễ và đẹp đến vậy? Vâng, hôm nay bên em xin giới thiệu mọi người đây chính là xưởng sản xuất. Sử dụng chất liệu gỗ melamin an cường và chất liệu này hiện đang là tốt nhất trên thị trường. Giá cả của bên là giá cả tận xưởng nên là rất tốt. Giá cả phải chăng mà rất là mềm. Tại bài trang điểm của bên mình là làm bằng chất liệu MDF của An Cường. Sơn BU chấm bóng 2K và có đặc điểm nổi bật chính là làm bằng ghế âm, cho này sẽ tiết kiệm diện tích cho cả nhà mọi người. Kết hợp kèm theo đó chính là tủ lạnh mini kết hợp cùng chung với bàn trang điểm, rất tận dụng và tiết kiệm diện tích cho khách hàng. Mọi người có thể nhận được sự làm việc rất là chuyên nghiệp và rõ ràng. Đặc biệt hơn với Vacome là giá trực tiếp tại xưởng rất là mềm và một số ưu đãi đó chính là free thiết kế 3D cho mọi người. Là gồm 3 phần. Phần thứ nhất là bộ bản vẽ thiết kế 3D. Bản vẽ thứ hai là bản vẽ thiết kế mặt bằng. Bản vẽ thứ ba là bản vẽ chi tiết của từng phòng. Mọi người được vẽ rất là chi tiết, cẩn thận. Khi ký hợp đồng thi công, mọi người sẽ được trừ cái phí thiết kế này. Giá thiết kế của bên mình nhận là 100.000 một mét vuông. Cuối cùng thì Vacome xin chân thành cảm ơn những quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ trong thời gian qua.